Chào mừng các bác quay trở lại với cả Mỹ Anh. Một số bác yêu cầu em cập nhật giá thành của các dòng TV của Sony. Ngày hôm nay thì sẽ là top 3 TV kích cỡ màn hình 55 inch độ phân giải 4K. 3 mẫu TV cao nhất của Sony trong cái phân khúc TV 4K chạy hệ hoành ngàn rồi. Ba cái thằng này thì sẽ có cái khác biệt tính năng cũng như là cái giá thành hiện tại ra sao. Thì em sẽ cập nhật so sánh lại để mọi người xem và tham khảo. Thì rất mong nhận ủng hộ của các bác bằng cách nhấn đăng ký để theo dõi các clip quay review cũng như so sánh các dòng TV bán trên thị trường. Cảm ơn mọi người. Mẫu đầu tiên mà em quay để mọi người xem thì có giá thành xấp xỉ khoảng gần 18 triệu. Con này đang có giá giảm khá là tốt so với cả thời điểm cách đây khoảng 1 đến 2 tháng. 55x80G, TV có độ phân giải 4K. Chạy hệ hoành ngàn rồi. Đây là model thay thế cho dòng X8000 hoặc là X8050H của năm 2020. 19,3 triệu tặng kèm theo một bộ dàn loa Sawa của Sony, không lấy trừ thêm 1,5 triệu và còn 17,8 triệu. Thằng này nó sẽ có những cái khác biệt hơn so với cả cái mẫu ở giữa và mẫu ở phía xa kia. Ở giữa đây là X86 và ở phía xa là X90G. X80G thì sẽ không có thiết kế tràn viền như X86 hay là X90. Đây là viền mỏng của nó đây các bạn này. Đấy, cái mã hàng X80G này thì sẽ cũng tích hợp điều khiển tìm kiếm giọng nói rồi, có chạy hệ hoành ngàn rồi. Cái vấn đề là hệ điều hành này thì về cơ bản thì cái giao diện của nó thì không có khác biệt nhau ở cái điểm gì cả. Bởi vì là cái giao diện Google TV mới của năm 2021 này thì nó sẽ show toàn bộ các ứng dụng, các tính năng của TV ra bên ngoài màn hình của trang chủ. Sau đó thì các bác có thể sử dụng điều khiển, lựa chọn các ứng dụng cũng như là các tính năng cài đặt của TV. X86 và X90G thì sẽ có giá cao hơn. Còn X86 sau trừ hết quà thì còn khoảng 20,490 triệu. Còn đối với thằng X90 sau khi trừ hết quà thì còn khoảng 24,300 triệu. Thì nó sẽ có cái sự chênh lệch từ 2 cho tới 4 triệu. Và từ mẫu X90 so với cả X80 thì nó đang chênh nhau khoảng tầm 6 triệu, 6 đến 7 triệu. X90G cao nhất thì sẽ có cái đặc điểm khác biệt hơn so với cả X86 là con X90 này. Nó sẽ sử dụng cái bộ chip xử lý XR. Bộ xử lý nhận thức mới trong năm 2021. Có cái công nghệ XR Contrast Booster 5. Nó tăng cái độ tương phản cho cái độ sống động cũng như là cái chất lượng giữa các cái gam màu thể hiện trên màn của con X90G này thì nó sẽ sống động như thật ạ. Ngoài ra thì trên con X90G sẽ hơn X86 cả công nghệ tìm kiếm giọng nói rảnh tay, hand free voice search. Các bác không cần cầm điều khiển thì cũng có thể tương tác được với cả TV qua trợ lý ảo, ra lệnh TV tắt giảm rồi có thể là tương tác bằng cái câu lệnh mà trợ lý ảo trên con TV này có thể dùng được. Còn đối với X86 và X80 thì các bác sẽ sử dụng điều khiển. Đấy, không có tính năng tìm kiếm giọng nói mà không cần cầm điều khiển. Cái khác biệt tiếp theo nữa giữa thằng X86 với cả con X90 đó chính là cái công nghệ loa. Trên cái con X86 thì có công nghệ loa nhỏ hơn so với cả X90G. Cái điểm khác biệt tiếp theo là trên thằng X90G thì nó còn có cả công nghệ Full Array LED, tức là công nghệ đèn LED. Còn đối với thằng X86 với cả X80 thì nó chỉ là LED viền thôi. Đấy thì ba cái thằng này sẽ có giá lần lượt là 17,8 triệu, 20,5 triệu và 24,3 triệu. Tất cả những mẫu này đều là mẫu mới của năm 2021, có thời gian bảo hành 2 năm, xuất xứ Malaysia. Và tại Ecomart các bác mua trong 1 tháng đầu nếu gặp lỗi của nhà sản xuất thì sẽ được đổi mới tại nhà. Đấy thì bên em sẽ giao lắp miễn phí với các bác tại khu vực thành phố Hà Nội. Còn các bác trên toàn quốc thì sẽ đóng hàng gửi qua Viettel Post. Đấy, giao hàng về nhà các bác có quyền kiểm tra rồi thanh toán, nhận hàng trực tiếp. Thì các bác có nhu cầu mua hoặc cần so sánh các mẫu TV khác thì có thể bình luận bên dưới hoặc điện trực tiếp về hotline của Ecomart 0974178586. Em sẽ hỗ trợ mọi người. Cảm ơn các bác.